Những ngày qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Cẩm Lệ đã tổ chức khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2023. Nhìn chung công tác khám tuyển được thực hiện đảm bảo theo quy định. Hầu hết thanh niên hăng hái lên trạm khám sức khỏe và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển. Năm nay, quận Cẩm Lệ có 869 thanh niên đủ điều kiện gọi khám, ghi nhận tại điểm khám Nghĩa vụ Quân sự. Thanh niên thực hiện nghiêm lệnh gọi khám, có mặt đúng thời gian quy định. Nhiều thanh niên vui mừng khi được trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2023. Mặc dù em có công việc ổn định rồi nhưng mà khi được nhận được lệnh khám nghĩa vụ quân sự thì em vẫn chấp hành tham gia và khi em cảm thấy rất vui khi được trúng và rất hạnh phúc khi được phục vụ cho đất nước, phục vụ cho nhân dân. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, các đơn vị địa phương, các khu dân cư trên địa bàn quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác sơ tuyển, công khai danh sách thanh niên được miễn hoãn gọi nhập ngũ, giao trách nhiệm các thành viên đến từng gia đình để động viên gọi con em thuộc diện nhập ngũ đi làm ăn xa về địa phương khám sức khỏe theo đúng lịch. Tất cả các tổ đã rà soát là không bỏ sót đúng chất lượng để mà tập hợp tất cả để mà gửi danh sách lên thì đảm bảo để cho giao đủ quân trong cái thời gian mà theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân phường. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận và các phường theo dõi chặt chẽ các khâu, các bước, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, công khai, đúng luật và đúng đối tượng, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2023. Chúng tôi cũng đã tiến hành các cái bước từ triển khai sơ tuyển từ phường, từ tổ dân phố cho đến phường, đến cấp quận. Thì đến bây giờ cũng đã hoàn thành và chúng tôi đang tiến hành khám. Thì năm nay cố gắng chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu của thành phố giao, đôn đốc các phường địa phương cố gắng đôn đốc đưa thanh niên lên trạm khám đúng thời gian quy định